What? Còn tin ở đâu mà khóc vơi. Thank you.
Yeah.
mang đến dạy thì cuối lớp. Ô phạt em á, đừng cuối lớp, từ giờ đến hết giờ. Vâng ạ. Ai bảo cứ làm ồn trong giờ làm gì cơ. Như mình á, ăn như thế này làm gì có ai phát hiện. Đố các bạn biết trong phần đoạn thách đấu giữa Chomio và Siqui thì Siqui đã sử dụng
thẻ bài có tên gì? Các bạn nếu đã có câu trả lời rồi hãy comment xuống bên dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.